nhiều. À, không biết nhiều rồi em không có hiểu được đâu. Như vậy thì chúng ta nói về lipid biết nó có nhiều thành phần lắm. Trong đó có thành phần mà chúng ta thường hay nói tức là triglyceride. À, thì triglyceride thì em học sinh lý rồi, nó là một glycerol gắn kết với axit béo. Cái này học sinh lý chưa? Học rồi nhưng mà chắc đã thành rồi, từng cái sinh lý này cũng khó. Sinh lý này cũng khó lắm, học sinh lý chuyển hóa chất béo khó lắm, chứ không phải. Như vậy thì chính người ta nói thành phần triglyceride, thành phần mà chúng ta nhìn trong cái xét nghiệm nó sẽ có cái triglyceride, thì là phần mình nó gồm nó do glycerol gắn với ba axit béo, anh chị nhìn thấy như vậy. Như vậy nên bên cạnh đó cũng có thành phần khác của lipid, tức là phospholipid gồm có một hay nhiều axit béo có gốc phosphoric hoặc là thứ ba hydrogen, thì cái đó là phospholipid. Và thứ ba mà em nghe nói là cholesterol, tức là chúng ta nghe nói mỡ, ăn trứng nhiều cholesterol máu, nhiều trứng nhiều cholesterol nguy hiểm. Như vậy đó, em nghe nói thì đây là thành phần cholesterol. Mà cholesterol từ cái nhân sterol này em biết là nhân benzen đó, cũng là từ những sản phẩm chuyển hóa các axit béo. Đó là những cái cơ bản, cái điểm cơ bản trước này trong em nắm được những cái cơ bản nhất. Như vậy chúng ta nói thành phần lipid, chúng ta sẽ nhớ là triglyceride, phospholipid và cholesterol. À, chứ đừng nói là em nói thành phần lipid này có very low density lipoprotein v.v. thì cái đó em nắm được chắc. Như vậy chúng ta hiểu tất cả mọi thành phần của phospholipid. Như vậy thì nó là những cái gì tiếp? Thì đó là em sẽ thấy là triglyceride thì chúng ta nói chúng ta có hai nguồn gốc từ nội sinh và ngoại sinh. Ngoại sinh là bắt nguồn từ thức ăn. Nó bắt nguồn từ thức ăn, em có thể là từ thức ăn có năng. Vì chúng ta ăn vào thì nó có chất béo, thì nó có triglyceride từ thức ăn. Và chúng ta có đường mòn nội sinh, tức là gì? Chuyển hóa của axit béo trong chất mỡ trong cơ thể. Chúng ta triglyceride. Nó là một đường nội sinh ngoại sinh. Thì bình thường chúng ta thấy trong con số, như con số thì chúng ta chỉ cần nhớ thôi. Em không cần thuộc con số này. Con số chúng ta không cần thuộc những chỉ số bình thường của nó làm chi cả. Vì luôn luôn có giá trị tham chiếu, không có gì chứ thì cũng không phải. Do đó bộ cũng phát đo nó có giá trị tham chiếu của nó. Và tăng cái lý thuyết phát là do chúng ta có thể ăn nhiều mỡ. Ví dụ người béo phì á, nó có nhiều nguyên nhân béo phì chứ không phải là do họ ăn không, có những người họ không ăn cái dễ nó còn béo phì. Em cứ để ý có những người họ ăn rất ít nhưng mà họ còn ăn không đúng, không tăng béo phì. Đó, thành ra như vậy. Tức là tăng thứ phát là ăn nhiều mỡ. Hoặc ví dụ như người ta uống rượu quá, anh làm sơ gan, rối loạn chuyển hóa lipid, hoặc là do đái tháo đường. Thành đó, anh sẽ thấy một số người đái tháo đường luôn luôn thử lipid máu thì nó có thể tăng triglyceride, cái mà chúng ta thường thấy. Hoặc là tăng nguyên phát, ví dụ như tính chất gia đình, nó khiến quyết về gen trong quá trình chuyển hóa của lipid, nó có cái tình trạng như vậy. Hoặc là sau ăn kéo dài, tức là tăng phía sau ăn kéo dài, thì chúng ta có những số trường hợp chúng ta ăn cái khẩu phần ăn nó nhiều để làm tăng lượng triglyceride nhiều quá, thì đó là những cái yếu tố mà nó có ảnh hưởng đến vấn đề nguy cơ. Tại vì triglyceride nó nguy cơ gì không? Đây là một chất béo mà em hay nói là nó ảnh hưởng đến tình sơ vữa động mạch. Em hay nói chất béo là chúng ta nói đến vấn đề sơ vữa, chất béo nó có quan trọng không? Trọng không? Quan trọng cho cơ thể không? Nếu mà chúng ta nói chất béo mà thức ăn của chúng ta đó, em biết nó có bao nhiêu thứ không? Lipid mà chất béo mà chúng ta nói á, cái sức béo no không no đó. À, em có biết cái đó không? Dầu ăn á, mỡ là no đó. Tức là đó là những cái gốc acid, những cái gốc mà nó có tình trạng tính chất riêng mà tôi gọi là những cho những cái cầu nối của nó mà chúng ta nói là acid béo no không no, thì trong bữa ăn chúng ta cũng có liên quan về. Vì tất cả những cái này liên quan đến vấn đề sơ vữa động mạch. Thứ hai nữa, phospholipid mà em thường nghe nói đó, nó chiếm 30% thành phần. À, và nó gồm có lecithin nè, phenylalanine nè, cephaline nè, đây là những cái chất mà nó có vai trò trong tổng hợp, vai trò trong các thành phần, cái gọi thần kinh, vai trò trong não vân vân, em nhìn sẽ thấy. À, và bình thường em sẽ thấy rằng nó có thành ra nó tăng trong một số trường hợp bằng da tắc mặt và nó xem cái tỷ số này. À, thì cái này thì nó tương đối, cái này đúng là nghe nó hơi rối. Cái thứ ba là cholesterol. Chúng ta nghe nó cholesterol thì chúng ta nghe là cái mỡ đấy. Với cholesterol thì nó hai nguồn, nó có nguồn ngoại sinh từ thức ăn, là vẫn có nguồn nội sinh từ quá trình chuyển hóa qua axit béo.
hạt cao, đồng gai, đồng bôn, đồng trương thần. Và cholesterol nội sinh là một phần chuyển tới tế bào ngoại biên bởi những lipoprotein mà em thấy là lipoprotein. Trong đó lipoprotein nó có này, vế-rơ-đâu cho người ta phân loại theo tỷ trọng. Tỷ trọng đó, thì nó là vế-rơ-density lipoprotein hoặc là intermediate lipoprotein hoặc là low-density lipoprotein. Thì đây là những cái thành phần mà nó vận chuyển cholesterol này, nó gọi là lipoprotein vận chuyển và nó gắn kết vận chuyển. Thì cholesterol luôn thành toàn phần và cholesterol tự do cộng với cholesterol để tiêu hóa, thì đây là quá trình một chu trình chuyển hóa của axit béo học sinh hóa. Học chưa? Học rồi, em nào nhớ kỹ cái phần này không? Hay là học xong quên mất? Sinh hóa là phần khó học chứ không phải dễ. Sinh lý chúng ta dễ học, nhưng sinh hóa khó học lắm. Để nhớ cái phần chuyển hóa glucose, chuyển hóa lipid, chuyển hóa cái là protein và vân vân, nó rất khó. Nhưng thực sự là chúng ta nắm những phần chính đó. Tại sao người ta nói cái thành phần đi cholesterol thì những thành phần nào chúng ta nắm trong quá trình chuyển hóa? Rồi, để em tới các phần bình thường, nó sẽ có cái giá trị bình thường của nó, nhưng tuy nhiên em chẳng cần nhớ nó là gì. Nó sẽ tăng nguyên phát, nó sẽ tăng thứ phát, tăng cholesterol, tăng tính chất gia đình. Ví dụ một số khiếm khuyết về gen và di truyền, nó làm tăng cholesterol máu. Đó là lý do tại sao một số người không thể nào điều trị được lipid biết máu về theo cái mô hình bình thường được. Đó. Hoặc là tình trạng tăng thứ phát. Tăng thứ phát thì có do nhiều bệnh lý trong đó lấy theo đường, em thấy là hoặc là suy giá, hoặc là bệnh lý về thận, ví dụ như hội chứng thận hư, sang thư tối thiểu, đó là thận nhiễm mỡ đó. Đó. Và người ta thấy là có mối liên hệ giữa nồng độ cholesterol và bệnh lý mạch vành. Cholesterol tăng chừng nào thì bệnh lý mạch vành đó, thì có mối liên hệ trong nghiên cứu người ta thấy như vậy. Và trên tỷ lệ của cholesterol mạch vành cao thì cái đó đóng tương đối thì cái năm cần thiết thôi. Như vậy thì điều hòa cholesterol nó như thế nào, thì khi cholesterol cao thì cái nó cần cái tự điều hòa luôn luôn, có thể chúng ta có tự điều hòa cái hệ sinh hóa nào. Nó có vai trò hoạt hóa của cái enzyme lecithin cholesterol sinh sản ra. Rồi để nó chuyển cholesterol tự do tạo thành cholesterol hóa để nó chuyển vào trong tế bào. Như vậy thì chúng ta ăn vào thì nó có nhiều thành phần cholesterol, nó thực hiện hoạt hóa cái này. Và thứ hai là hoạt hóa enzyme này, HMG của enzyme A này này, nó có vai trò trong tổng hợp cholesterol nội sinh. Đó. Và ức chế quá trình tổng hợp mình có thể sức ra đạt hiện cái chất lipoprotein low density và điều hòa những cái sức ra đi vào tế bào. Thì cái này cái chất điều hòa cholesterol nó có liên quan cái hoạt hóa của enzyme, có vai trò ức chế một số enzyme và ức chế quá trình tổng hợp cũng để sức ra tim mạch tế bào. Thì nó có ba cái thể chế nữa. Và những thành phần lipoprotein chúng ta nói là chất vận chuyển cholesterol, mà em hay nghe trong lipid profile nó có lipoprotein. Thì trong đó quan trọng là chúng ta nghe cái silobiron không? Khi chúng ta ăn vào thức ăn nó có mỡ được hấp thu vào qua gan đi theo đường lên bỏ đi đường ruột lên qua chuyển hóa qua gan đi theo đường gì? Nó gọi là gì? Dưỡng chất. Chất được vận chuyển qua trong gan thì chất mỡ đó nó gì? Nó làm sao nó tan trong nước được? Muốn tan trong nước được không có bọt. Cái mỡ nó đâu có tăng trong nước đâu. Anh thấy nó đâu có tăng trong nước. Muốn tăng trong nước được nó bọc được protein, tức là tạo một cái silobiron. Silobiron nó rất nhiều cái triglycerid và từ đó thu nó đi vào chuyển hóa qua gan. Thì trong đó silobiron thứ hai nữa là thành phần low density có chỉ cần thấp được thành lập ở gan, chính là chỉ cần tổng hợp ở gan. Như vậy thì cái low density nó có nó chứa cái nhân là triglycerid. Thứ ba là low density chuyên chở cholesterol từ gan đến cơ. Đó lý do mà em thấy là khi cái nồng độ low density nó càng tăng chừng nào thì nó chuyên chở tới cơ thì nó làm gì, nó sẽ rơi vãi mà từ cái thành phần cholesterol đi trên cái thành mạch, và chính nó rơi vãi thì thành mạch như vậy thì nó làm gì, lắng đọng cholesterol thành mạch thì mình sơ vữa là hậu quả của nó. Do đó người ta đó có cái phần cái đây là cái này gọi là cái quy trình đưa cholesterol đến cơ, nhưng ngược lại thì nó có hai đến sinh tiêu thụ, người ta nói là cái protein có lợi, tức là nó gì, nó thành lập ở gan luôn mà phần cái ruột, nhưng mà nó hấp thu cholesterol nó thành mạch, tức là sự rơ vãi cholesterol thành mạch do cái thành low density chuyển cholesterol từ gan
rồi đến giờ thì nó chuyển về lại trong gan, chuyển về lại trong gan, và nó do đó người ta nói là cái high density lipoprotein là một cái chất rất là một lipoprotein rất tốt, nó càng nhiều chừng nào thì nó sẽ giúp cho gì lấy tất cả những thành phần rơ vãi của cholesterol trong thành mạch. Do đó ví dụ người ta mô hình hóa như thế này, giống như thành phố như đó, là cái LDL đây là một xe chở rác, xe chở rác nó chở rơ vãi trên từ thành phố mà đi ra đến chỗ tượng rác rồi khắp nơi ấy. Nhưng tuy nhiên cái HDL đây là cái người dọn rác, người ta dọn những cái rơ vãi, dọn rơ vãi và tập trung vào làm, thì nhiều người dọn rác từ nào thì thành phố nó sẽ sạch được đó. Đó, đại khái người ta mô hình hóa thì chúng ta hiểu được, chứ thực ra thêm hiểu được cái thành phần một cái chu trình chuyển hóa của cholesterol và vận chuyển cholesterol, và cholesterol là thành phần tạo cho các tế bào. Thành phần tạo các tế bào nó có rất nhiều vai trò, phospholipid cũng làm tế bào, cholesterol có thành phần tạo các tế bào, cho nó nhiều cái thành phần chất béo mà nó quan trọng tế bào, thì đó là thành phần mà chúng ta nghe về lipoprotein. Như vậy thì chúng ta nghe lipoprotein nó có sự khác nhau như thế nào, thì đây là một đặc tính khác nhau của cái những cái lipoprotein. Ví dụ như em nói về thể trọng, nói về kích thước, nói về thành phần triglyceride, tức thành phần lipid trong cái những cái thành phần này, tại vì đây là những cái gì oxidoglycerol, đây là những chất mang vận chuyển cholesterol, thì đây là ví dụ là low density luôn luôn nó có low density và high density luôn luôn nó có thành phần cholesterol tự do và ester hóa trong đó, luôn luôn có phospholipid và luôn luôn có thành phần triglyceride. Do đó anh thấy silicon trong thành phần triglyceride rất cao, nhưng đến very low thì thấp dần, và low thấp dần và high density thấp dần. Cholesterol tự do thì em sẽ thấy là nó sẽ cao, rất cao trong high density và ester hóa cũng vậy, trên low density. Do đó em thấy rằng low density có thành phần vận chuyển cholesterol ester hóa đi ra mặt tế bào. Cái này nó tăng chừng nào thì nó sẽ xấu cho thành mặt chừng đó. Và phospholipid thì nó không quan trọng, người ta nó là một cái bạc. Như vậy thì về tính chất, về tỷ trọng thì nó tỷ trọng người ta phân loại tỷ trọng khác nhau, tỷ trọng khác nhau. Và kích thước thì em thấy là khi người ta vẽ thì kích thước cái serum trong rất lớn, cứ nhiều nhân chưa bị suy, nhưng mà tới lâu thì kích thước nhỏ hơn, cứ một số nhân thôi, và tới lâu thì thấp hơn dần dần. Như vậy thì đó là người ta nói là đặc tính của cái lipoprotein. Như vậy thì trong cái low density lipoprotein này, thằng nào là chứa nhiều nhất triglyceride? Có phải là silomicron không? Các em có thấy có phải silomicron nó chứa nhiều nhất triglyceride không? Thằng nào đứng thứ hai chứa nhiều triglyceride? Có phải là low không? Hiểu không? Tức là khi em đọc được cái này em hiểu cái kia của nó là cái vấn đề gì. Nếu em nhìn cái bảng này vô hình để em càng hiểu. Như vậy thì trong cái lipoprotein này, nào là kích thước nhỏ nhất? Kích thước nhỏ nhất có phải là high density là kích thước nó nhỏ nhất không? Đúng không? High density là kích thước là nhỏ nhất, từ cái nhỏ nhất nó nhẹ, đúng không? Thật ra là silomicron là kích thước nó lớn nhất, phải không? Như vậy thì trong cái thành phần này lipoprotein thì thành phần nào chứa nhiều phospholipid nhất? Có phải là high density không? Đó là cái mà khi mà em đọc em phải đọc cái bảng này sẽ hiểu cái nào nhất cái này gì, chứ em đừng có nhớ con số là ôi cái này con số 55 không ai hỏi em con số 55 không ai hỏi em con số nữa. Nếu mình có hỏi em thì hỏi là trong cái lipoprotein thành phần nào chứa nhiều triglyceride nhất đấy, thì em sẽ hiểu được cái này chính là triglyceride nhất. Đó là những cái chúng ta cần phải biết, chúng ta phải học như vậy đó. Còn nếu em học con số thì mai mốt em quên liền, học con số này trang năm em quên liền, hiểu không? Như vậy thì em hiểu rồi. Như vậy thì đây là những thành phần lipoprotein mà chúng ta nghe nó hoài trong cái xét nghiệm. Như vậy thì trong cái lipoprotein này thì lipoprotein nào là quan trọng nhất, lipoprotein nào có lợi cho cơ thể, lipoprotein nào có hại cho cơ thể, em cũng phải nắm. Được chưa? Đi bên cạnh những cái lipoprotein này thì người ta có những apo lipoprotein, apo thì apo B48 và B100 B100 thì đây là những cái thành phần này nó chứa apo, là các chất protein. Nó có gì? Protein nó làm cho gì?
nó làm cho nó làm tan trong nước được. Chất béo nó đâu có tan trong nước, nó đi vào mạng thấy trong máu, anh thấy đi, anh thấy chất béo trong máu nó vẫn là gì bình thường, nó em đâu có thấy nó à, nó đâu phải nó bán nước, anh nhìn máu anh đâu có thấy nó mở giống như người ta nhìn nước mà nó trầm hợp đó, nó do nó thành phần bọc đi luôn của tiền đó, chúng ta hiểu về nó một tí như vậy đó. Rồi đi bên cạnh những cái nãy em nghe cái lipoprotein rồi thì bây giờ đi sâu vào cái apolipoprotein. Apolipoprotein thì chúng ta nghe nó nhiều nhưng thực sự ra về xét nghiệm chỉ có xét nghiệm chuyên sâu thì ta mới làm được việc này thôi. Thì mình nói với thời gian biết chút, nếu mà như vậy thì apolipoprotein A1 này và quán lecithin vận chuyển ngược với tổng hợp được ra A2 hoặc ức chế B48, B50 và đây là những tính chất của những lipoprotein nó có chức năng khác nhau. À, rồi thực sự ra thì những thành phần như thế này chúng ta khó, rất khó nhớ chuyện này. Apolipoprotein này có giá trị không? Có cái giá trị trong một số xét nghiệm để đánh giá, ví dụ như trong đáy tháo đường thằng nào tăng nhiều nhất, thằng nào tăng nhiều nhất trong đó thành ra là có gì, nhưng mà thực sự ra cái này là nó có em chỉ nắm sơ cái apolipoprotein sâu vào một tí thôi. Như vậy thì cơ chế gây sự vỡ động mạch, từ khi chúng ta nói đến cái thằng lipid á thì nó có hậu quả là của nó là sơ vữa động mạch, cái sơ vữa động mạch thì nó có nhiều lắm đó. Thì có vai trò của low density lipoprotein, chính low density lipoprotein thì gây tình trạng ứ động lipid và nói này đó, nó vận chuyển cái cholesterol ester hóa đi ra từ trong gan ra tế bào để cho gì tế bào làm sử dụng một gì làm chuyển phát tế bào tạo thành tế bào sử dụng đủ thứ đấy trong quá trình đó, thì nó làm gì gây lớn lắng động, khi mà nó tăng gây tình trạng lắng động lipid tạo thành những cái mảng sơ vữa, tạo những mảng sơ vữa thì cuối cùng hậu quả là gì? Làm lòng mạch nó hẹp lại và thay đổi thay hóa, thay đổi áp lực vân vân, và tất cả những cái yếu tố như vậy đó thì nó gây tình trạng hình thành cục máu đông và nhiều máu. Thì đây là cái cơ chế chính là tình trạng là người ta nói là tăng trên từ sự biết nó gây một số hậu quả mà chúng ta tăng cái lipid, rối loạn lipid máu, đặc biệt là low density lipoprotein là chất mà đó là chất nguy hiểm là vậy. Chất nguy hiểm là cái chất mà nó gây tình trạng mảng sơ vữa trong lòng mạch, anh hiểu cái đó chưa? Thứ hai nữa mà chúng ta nhìn những hậu quả đó là chính thằng sơ vữa động mạch thì gây cái gì? Cao huyết áp. Sơ vữa động mạch thì làm gì? Nó gây tình trạng tắc mạch, nó sẽ xuất hiện cục máu đông, rồi nó vỡ mạch, nó có tình trạng xuất hiện cục máu đông, rất dễ xuất hiện cục máu đông, rất dễ tình trạng vỡ mạch do nó giòn cứng đi. Đây là những đặc tính mà hậu quả nặng nề của cái tình trạng sơ vữa. Người ta thấy cái quá trình của một cái mảng sơ vữa nó có một tiến triển chứ không phải tự nhiên đâu. Thấy nó có một cái quá trình. Ví dụ ban đầu em thấy nó tạo những tế bào mỡ, tế bào mỡ nó gắn nó kết và em thấy là bắt đầu nó lan rộng, nhân của nó vẫn là nhân lipid, sau đó là những cái mảng lipid sơ vữa nó mở đó, sơ vữa và nó tạo những cái mảng lớn và nó mở ra. Đây là một quá trình mà tôi nói là quá trình của tiến trình sơ vữa, mà thực ra đi sâu vào trong cái vấn đề mạch máu thì thấy là một tiến trình. Cho tụi em cũng không biết nhớ nhiều, không cần nhiều nhiều đâu, cái này nó đi sâu vào bệnh sinh rồi. Chỉ nói là như vậy là quá trình sơ vữa mặt em nhìn thấy là hoạt động của tế bào macrophage này, tế bào bọ, rối loạn chức năng lòng mạch này, nó tạo ra những cái tính chất này. Ví dụ như cái ban đầu em thấy lớp cơ trơn nằm dưới thành mạch này, lớp áo giữa này, và nó hình thành những cục máu đông và cuối cùng là tình trạng phản ứng viêm, cả một cái loạt quá trình chuỗi nó xảy ra liên tục trong quá trình sơ vữa động mạch như vậy đó, và liên quan rất nhiều vai trò đó, trong đó vai trò của macrophage mà chúng ta nhìn thấy. Và hình thành cái mảng sơ vữa cũng phải quá trình thành mảng sơ vữa nó liên quan với hình thành cục máu đông, liên quan với cái nhân lipid, và chính cái nhân này nó có thể là làm cho cái lớp này dễ vỡ và là tạm anh thấy cái thành mạch nó hẹp dần đi, những cái nhân lipid nó hơn, thì đó là cái tình trạng sơ vữa động mạch mà do tình trạng tăng lipid máu. Nhưng một số bệnh lý mà nó gây tình trạng cũng thành mạch nó hẹp nó vô hóa, nó khác cái chỗ này đi. Nhân này là nhân sơ vữa do cái nhân là nhân lipid, còn số nhân canxi hóa nó làm từ thành mạch cứng,
cũng nó hẹp dần đi. Trong một số bệnh lý mình thấy hẹp mạch vành là do tình trạng canxi hóa mạch máu nó như vô vậy, nó làm thành mạch nó dày và cứng. Nó khác với là cái mảng này, mảng sơ vữa này, cái mảng sơ vữa này. Là do đó những đặc tính sơ vữa đó nó có những cái khác nhau và liên quan vai trò của một chuỗi là gì lắng động cholesterol máu rồi tình trạng một chuỗi hình thành những cái mảng sơ vữa do tế bào đại thực bào rồi tới thực bào và tạo những cái tế bào bò lớn dần ra gây loạt cái phản ứng viêm để cho nó tạo ra một cái cuối cùng những mảng sơ vữa. Thì đây là quá trình hình thành, các thấy nó quá trình hình thành đây thì cái mảng này rất lớn mà chúng ta nghĩ là chúng ta nhìn về hình học chúng ta thấy rất rõ mảng sơ vữa. Và mảng sơ vữa này nó người ta thấy là tính chất ổn định không định, tức là do cái mảng sơ vữa nếu mình nó có vách dày lên cái dày lên thì cái mảng này ổn định, còn cái mảng mà có vách nó mỏng thì cái mảng không ổn định. Cái mảng này nó dễ vỡ ra, nó làm hẹp. Cái này mảng này nó vỡ ra cái nó sẽ trôi vào cái dòng máu và nó tắc những mạch máu nhỏ hơn, tắc những mạch máu nhỏ hơn. Thì đây là những cái tình trạng cái mảng sơ vữa mà trong quá trình do hậu quả của cái sơ vữa động mạch chúng ta được thấy. Và chính đó là nó liên quan đến một loạt của quá trình viêm của cái tình trạng sơ vữa động mạch, nó liên quan đến một loạt của quá trình viêm mà em thấy là vai trò hoạt động của macrophage và sau một loạt cũng liên quan đến những cái interleukin TNF rồi cái tiền protein cho vân vân và những cái loạt này nó gây một quá trình viêm quan trọng là cytokine. Quan trọng cái mảng sơ vữa này là hậu quả sau đó xuất hiện một quá trình viêm và nó làm cho tình trạng mất ổn định của cái tình trạng của mạch máu này. Thì cái mảng sơ vữa em thấy người ta thấy có vỏ mỏng, có vỏ dài, quá trình vỏ dài để thì chúng ta thấy rằng cái mảng sơ vữa đó lý do mà chúng ta thấy rằng có những người cũng sơ vữa động mạch nhưng mà nguy cơ họ rất cao, nhưng sẽ cũng là sơ vữa động mạch mức độ như vậy nguy cơ nó thấp hơn là do tình trạng cái mảng sơ vữa, do cái vỏ fibrin nó dày và tình trạng viêm do có phản ứng viêm nó nhiều hay ít. Thì chính cái đó là cái mà chúng ta thường thấy là nguy cơ là mình nhất và cái này cho em biết cho nó vui thôi, cái mảng sơ vữa này nó không ổn định cho nó vui thôi. Thực ra là cái chính là những cái phần chính là nắm là phần trên đó. Tiếp theo thực ra cho em đọc cái bài nó rất nhiều, nó có phân loại luôn đó, nó có cái gì như vậy thì có vai trò của khi quá trình viêm thì nó liên quan cái gì, nó liên quan đến vấn đề tụ cầu, liên quan đến tình trạng hình thành cục máu đông, liên quan đến huyết khối và tất cả hậu quả cái cục máu đông xuất hiện ngay cái mảng sơ vữa đó. Và anh thấy là nó gây cái hậu quả tắc mạch mà chúng ta thường thấy trong những cái bệnh lý cấp tính, bệnh lý mạch vành. Anh thấy là đây là quá trình một cái chương trình tiến triển, ban đầu nó không có triệu chứng đâu, sau dần nó có triệu chứng dần nhiều năm và hậu quả nó làm lòng lòng hẹp, lòng mạch đi còn chút xíu rồi các bạn sẽ thấy và gây cái hậu quả mà chúng ta thể thấy là có thể là mạch vành, mạch não hoặc mạch ngoài biên. Ví dụ như ở đây số đường chúng ta hay gặp là mạch ngoài biên, ở đường chúng ta có thể có một phần của mạch não, mạch não một phần của mạch tim, một phần thì đó là những cái như vậy thì đó là cái mà các em nhìn thấy đơn giản đúng không? Như vậy thì rối loạn chuyển hóa lipid chúng ta nghe là rối loạn là tình trạng gia tăng của cholesterol máu. Cái mà chúng ta thường khi chúng ta nói rối loạn tức là nó không có tình trạng gia tăng hoặc là thấp gì đó, thường thường ở đây người ta nói là có tình trạng gia tăng của cholesterol máu có kèm hay không kèm gia tăng triglycerides. Hồi nãy tụi em biết thấy nhiều cholesterol thấy đường triglycerides có for lipid rồi và có thể tăng, có thể là tăng triglycerides, có thể là vai trò của LDL, vai trò của LDL. Thì tất cả những cái yếu tố đó là chuyển hóa lipid mà chúng ta từng gặp và nó có thể phân loại. Cái phân loại như thế này gọi là phenylation thì nó phân loại phenylation 1, 2, 3 là nó dựa vào nhiều cái yếu tố, thì nó có yếu tố di truyền nữa. Thì ví dụ như người ta nói tăng lipoprotein, tăng lipid, tăng lipoprotein là nãy nói với em em nói, tức là nó nói về siêu, nó về LDL, VLDL, VLDL là siêu trong hoặc là
Enlon hoặc là Silicon trong hoặc Enlon, tức là nhiều cái tiếp 1, 2, 3, 4. Và nó có thể tăng lipid thành phần nào, triglyceride hay là cholesterol, hay là vừa tăng cholesterol vừa tăng triglyceride, hoặc là triglyceride và cholesterol, hoặc là đều tăng triglyceride đơn độc hoặc triglyceride và cholesterol. Như vậy thì phân loại từng cái tiếp như thế này để nó có yếu tố tiên lượng, yếu tố tiên lượng. Cái phân loại chúng ta cần nhớ không? Các em cũng biết biết một tí về cái này. Cái kia này không nhớ đấy, nhưng cái này nhớ. Cái này biết, tức là chúng ta nói mà, ví dụ là phenotype 1, đặc điểm phenotype 1 đó là cái gì? Nó phải có tình trạng gì? Lipo thì nó chủ yếu là cholesterol. Cái thứ hai nữa là tăng triglyceride là chính. Nếu chúng ta nói phenotype 4 thì chắc chắn chúng ta nói phải lo density lipid và triglyceride. Như vậy thì em hiểu là cái phân loại nó có giá trị tiên lượng và giá trị điều trị. Chúng ta hiểu là thế là nó. Như vậy thì khi nhìn lipid profile chúng ta nhìn là triglyceride tăng, đúng không? Khi nhìn em nhìn cái lipid profile, em nhìn triglyceride tăng, em nhìn cholesterol nó tăng, nhìn cholesterol nó tăng, nhìn triglyceride, nhìn cholesterol tăng luôn, thì nó nằm trong cái tablo nào? Nó vừa tablo 2B hoặc là 3 hoặc là 4 hoặc là 5. Được chưa? Hoặc là đó. Nhưng mà chúng ta cứ nhìn nè, nếu mà nó tăng very low thì đúng là tiếp 5. Nếu mà nó tăng chỉ có very low và serum trong còn dư thì nó là 3. Hoặc là nếu very low, low density và low thì nó là 2B. Tức là chúng ta nhìn một tí chúng ta có cái giá trị là chúng ta sử dụng thuốc gì. Nhưng mà thật sự ra em nhìn thấy đối không vậy? Đối không? Như vậy thì nhớ cái gì? Hả? Nghe hết các bạn này luôn à? À, cái phenotype 1, 2, 3 này đó, em phải có một cái cách nhớ. Tức là cách nhớ là ví dụ như cái nào là chính trong cái lipoprotein, cái nào là chính trong cái triglyceride, cái nào trong cái lipid đó là triglyceride, cholesterol này, triglyceride. Ví dụ chúng ta em nhìn thấy đây, ví dụ em nói là phenotype 1 chúng ta nói là serum và triglyceride thôi. Thì cái đây là cái chúng ta dễ nhớ nhất. Cái này chúng ta dễ nhớ nhất, nhưng mà nó có giá trị không? Cũng có giá trị, nhưng mà dù khó đi thì khó nhớ các bạn đó. Em không nhớ mà các em cũng không làm được đâu. Các bạn đó nó có giá trị cho mình ha. Nguyên nhân như thế nào? Nó có nhiều nguyên nhân lắm. Nguyên nhân có thể bị di truyền. Em nhìn thấy di truyền đúng không? Nguyên nhân có thể là thứ phát. Nguyên nhân di truyền thì đơn gen, đa gen gì đó. Nguyên nhân thứ phát. Thứ phát trong đó lấy thuốc đường, thận hư, suy giáp, bệnh gan, béo phì, nghiện rượu, mãn kinh, và có rất nhiều nguyên nhân thứ phát. Ví dụ như nó là rối loạn lipid biết do nguyên nhân cao huyết áp, phải không? Rối loạn lipid biết máu do nguyên nhân cao huyết áp, phải không? Rối loạn lipid là do những nguyên nhân sau đây: A, B, C, D, E, F. Cao huyết áp. Có phải cao huyết áp không? Cao huyết áp rối loạn lipid máu không? Như vậy em phải hiểu là cái nào là nguyên nhân, cái nào hậu quả, đúng không? Đúng không? Ví dụ nó rối loạn lipid do viêm khớp, được không? Được không? Như vậy em phải hiểu là giá trị của cái này là như thế. Và biết rằng giá trị của nó là như thế, chúng ta phải hiểu là chúng ta cho cái gì. Chưa? Nguyên nhân hậu quả phải nắm chắc. Rồi chẩn đoán thì như thế nào? Thực ra thì nó có nhiều cái vấn đề lắm. Ví dụ như những thành phần nào nguy hiểm nhất, những thành phần nào có thể gây tình trạng viêm tụy cấp. Ví dụ khi em nghe như vậy em sẽ nói triglyceride là có thể gây viêm tụy cấp. Chưa? Tất cả hậu quả của tình trạng tăng triglyceride là gì? Gây ảnh hưởng đến tình mạch vành, mình biết là mạch ngoài biên, cái tình trạng sơ vữa động mạch. Nhưng mà khi chúng ta nói triglyceride thì chúng ta chỉ nói là nó không có cơ sở gây tình trạng sơ vữa, nhưng nó có cơ sở trong tình trạng gây viêm tụy cấp. Còn khi chúng ta nói very low density, chúng ta là nó có thể gây tình trạng gì? Sơ vữa động mạch đấy, động mạch. Và nó lâm sàng như thế nào? Nó có những cái tình trạng là u vàng, triglyceride nó cũng có thể gây u vàng.
hoặc là một số trường hợp mà chúng ta thấy ví dụ trầm trọng làm cho ví dụ nên triết lý nhìn huyết tương màu trắng đục, bạn nghĩ cái gì? Tăng triglyceride, tăng cholesterol, tăng lipoprotein thì giờ em sẽ nghĩ gì? Chính triglyceride nè, em thấy triglyceride nè nó làm cho tình trạng thay đổi nhiều cái màu sắc của huyết tương lắm. Đó, thành ra chúng ta nghĩ đây là hình ảnh đẹp. Về tức là quan sát, tức là nhìn thành phần lipid nó ảnh hưởng đến vấn đề máu và màu sắc. Nhưng thực sự là ví dụ như nếu một người nhìn huyết tương mà cứ sửa thì người đó thường tăng triglyceride rất cao. Ví dụ như những thành phần là sau đây có thể gây tình trạng viêm tụy cấp, tăng LDL, tăng HDL, tăng cholesterol và tăng triglyceride thì cái nào đúng, tăng bao nhiêu đúng như vậy thì anh tức là em phải hiểu rằng đây là rất nhiều cái này thực sự đó tụi em hiểu cái này nó khó chứ không phải là nó dễ đâu. Khi mà người làm lâm sàng người ta thấy rất đơn giản là chỉ số HDL, LDL là một cái tình tiết rất đơn giản thôi, nhưng đi hiểu sâu vào người ta thấy nó khó lắm. Nên tụi em phải nha ráng nắm những cái này là những cái chính cho các thành viên của phần bài và triệu chứng lâm sàng như thế nào trong cái lipid này thì nó lâm sàng thì em thấy nó khó lắm. Nó biểu hiện lâm sàng của một cái sơ gửi động mạch mà sơ gửi mạch thì nó có biểu hiện lâm sàng của cái gì của bệnh mạch vành, biểu hiện lâm sàng của gì bệnh mạch vành ngoài biên, biểu hiện lâm sàng của cái gì tai biến vào con não, có biểu hiện lâm sàng của bệnh lý mạch máu nhỏ không, có không có ai nói cái chuyện mạch máu nhỏ hay đâu. Đái tháo đường người ta biết nó mạch máu nhỏ mà nó nhỏ ở đâu rồi biết chứng mạch máu nhỏ nằm ở đâu. Đái tháo đường vi mạch đó là những cái mà các em phải nắm nó bao nhiêu là đủ rồi, kiến thức em là đủ rồi đó. Em học phải là giỏi đó chứ không cần rất nhiều những cái li là như vậy. Thì cái lâm sàng của nó bị luôn luôn là gì? Của mình mạch vành, của mình ngoài biên. Mạch vành nó có cái gì thì em sẽ hiểu rồi. Lâm sàng mạch vành nó dễ nghĩ cũng ra, nghĩ ra đó ra không vậy? Có ai không biết bệnh lý mạch vành không? Mạch vành là bệnh lý của lá lách đúng không? Hả? Mạch vành là của ai? Gan, tim, giỏi. Giỏi thôi, trả lời thi đầu rồi ha. Khi mà người ta có hiện thì biết lâm sàng của bệnh lý do đối loại thì biết thì em thấy rõ ràng nó khó lắm, nó đâu có cái nào mơ hồ. Nó là triệu chứng của tất cả những bệnh lý mạch máu lớn, triệu chứng của tất cả những cái tình trạng sơ vữa động mạch, giờ nó xuất hiện có thể mạch vành, có thể mạch ngoài biên, có thể là não vân vân nha. Cái này rất dễ của em, không có gì khó đâu. Đây là những hình ảnh mà em thấy những cái xanh thôn người ta nó u vàng. Nếu mà gặp người quen ở nhà với bây giờ sau khi nhìn cái hình ảnh trở thành về bác sĩ được rồi đó, về thấy người nhà có cái nổi trên mắt có cục vàng vàng, ơi cái này bà bị xanh tôm u vàng đó là bị bít máu, cảm ơn rất giỏi em thành bác sĩ được đó, thấy chưa, u vàng, thấy chưa. Rồi cái này có thể nó xuất hiện ở ngay những cái bàn tay và những chân, trên chân như vậy, ngay những cái chân như vậy. Cái này thì phân biệt có cái gì good giỏi nên giỏi nó sẽ phân biệt với thuốc. Đây là tăng triglyceride em sẽ thấy như thế này, tăng triglyceride kinh khủng của ca lâm sàng tăng triglyceride nhiều á, em sẽ thấy như thế này. Đây tưởng là muộn đúng không, bắt đầu em sẽ nhìn nó là muộn cóc vậy đó, hay là em nhìn nó giống như một cái trường da mà nó những cái linh tinh nó trắng hết như vậy. Nhưng đây là một bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 rối loạn tăng triglyceride rất cao gây cầu quả như thế này, ổn thương da, triglyceride tăng rất cao. Khi em điều trị ổn cái này tự nhiên cái này nó mới biến mất, triglyceride hết nó sẽ biến mất cái này. Cho nên nhiều khi tụi em mới còn về nhà thấy người nhà về cái này chắc rối loạn mỡ máu rồi đó, làm xét nghiệm để con cho thuốc bác sĩ được rồi chứ không sau này phải làm bác sĩ trị được cái biết máu. Như vậy cả lâm sàng là cái gì, lâm sàng thế là đo cholesterol toàn phần mà chúng ta thường hay đo gì, triglyceride, đo cholesterol thể trọng cao, đo cholesterol thể trọng
thấp. À, như vậy thì trong đó anh thấy cholesterol toàn phần thì phản ánh giá trị của lipid lưu trong máu. Có serum bên trong, anh thấy không, rõ ràng cái lipoprotein nó có serum trong very low này, low này, high density. À, khi chúng ta hiểu được, em chỉ hiểu được cái kỳ chính lipoprotein là gì, cholesterol là gì là được rồi. Chỉ có nắm cái lipid thực ra, khi mà em nắm cái kết quả đi biết của phải, em không biết nó của cái nào, em biết giá trị cho một cái của cái nào. Bây giờ người ta có thể tính lipoprotein tức là một độ thấp bằng cholesterol nó trừ cho em là triglycerides chia năm, thì các em có tính này, cái này nó làm trong labo chúng ta có cần nhớ không? Không, không cần nhớ. Em chỉ cần nhớ công thức tính như thế này, nó không có giá trị khi mà triglycerides tới 400 trọng, 400 trọng trọng. Có nhớ công thức này chi không? Cholesterol trừ HDL cộng triglycerides chia năm, nhớ cũng được. Thôi không cần nhớ đâu, vì người ta tính hết cho mình nhớ lại. Có nhiều thứ nhớ à, nên tụi em không cần nhớ đâu. Này chúng ta làm gì nữa? Khi mà mình lý sơ vữa động mạch rồi, khi bệnh nhân có tình trạng sơ vữa mạch rồi, bệnh nhân có rồi huyết máu thì nó có nguy cơ gì? Mình sợ nhất là nguy cơ tim mạch. À, đây là những nguy cơ tim mạch mà chúng ta có thể thấy, ví dụ như tuổi, phái, nam, nữ, được chưa? Tiền sử gia đình, thuốc lá, cao huyết áp, nó có được. Chưa? Những yếu tố nào ở đây không phải là nguy cơ tim mạch? Ví dụ anh do là bướu cổ. Thấy chưa? Chúng ta có cần nhớ cái bản này không? Cần. Đây là những cái kia tụi em phải nắm từ việc đây là kiến thức. Không phải có em học thi đâu, chứ em học kiến thức chứ em phải học thi. Anh hỏi là anh hỏi kiến thức. Em có kiến thức không? Có. Được rồi. Có kiến thức không? Có. Em là không có cái chỗ này, tức là em không có kiến thức. Phải chưa? Đó. Tức là những yếu tố nguy cơ như thế này là những nguy cơ có thể gây bệnh lý mạch. À, coi như là nguy cơ bệnh lý mạch vành. Ví dụ đây là bướu cổ, được không? Cũng được nha. Tức là đái tháo đường thì được. Tại sao nó liên quan rối loạn lipid máu, LDL, đúng không? Cao huyết áp, được không? Đó là nguy cơ bệnh vành đây. Thuốc lá, tiền sử gia đình. À, đó là những yếu tố mà. Sau bữa là mặt ngoại vi nè, phần là mặt chủ bụng là mặt bệnh cảnh nè. Cái đường phải không? Đó là những yếu tố nguy cơ mà chúng ta nắm biết thôi. Điều trị như nào thôi, cái này không cần đâu. Cái này không cần đâu, tụi em cần điều trị thôi. Có cần điều trị thì chúng ta không cần đâu, tại vì điều trị nó khó, nó đủ thứ đó. Đồ mẫu thì chứ em biết là trong cái phương hướng điều trị thì nó sẽ có gì. Quan trọng nhất người ta nói là điều trị biết máu là gì. Chế độ ăn, vận động, dùng thuốc, phải chưa? Ngưng những cái thuốc lá, uống rượu là cái này thì em không? Không học em cũng biết, người bình thường họ cũng biết rồi. Rồi chúng ta có thuốc thì nó có nhiều nhóm thuốc lắm, chỉ giới thiệu cho em biết thôi, statin, febrax, resin, niacin, vân vân, những cái nhóm thuốc này thôi. Nhưng những thuốc này thì có cái gì, những cái này em có cần biết cái này không? Không cần biết đâu, không cần biết đâu. Tại vì khi này em điều trị em sẽ nắm cái này rất kỹ nha. Tức là ví dụ như statin nước chén mang HCL enzyme này, nhưng nó khó như vậy. Có cần biết cái này không? Cần biết để thi chứ. Ủa? Ví dụ như em là statin thì tác dụng phụ gì? Tăng lượng gan, tăng cơ. Cần biết không? Không biết rồi, không biết điều trị, không cần biết. Thực ra thì nó cũng có vấn đề gì hết, số lượng và cái cách dùng. Em thấy người ta phân loại không? Các em nhớ mà phân loại. Người ta phân loại đây chi? Để chúng ta chọn lựa được cái số statin. Thế thôi, cái này tụi em mới chưa biết gì hết, mình học cái gì, thi cái gì. Cái đoạn này, ví dụ như giống một tiết mục, thấy không? Tiết mục, dùng statin, dùng febrax hay là cái gì? Thì do cái vai trò cơ chế mà. Nói chung là nó không đúng. Cái phần này là khó. Phần này khó lắm á, chứ không phải dễ lắm. Phần này khó lắm, anh chỉ mong là em chỉ nhớ rằng số điểm chứng. Thế nào là liên quan của kia? Thế nào là cái số? Trong liên quan của thằng nào một kích thước như thế nào? Thằng nào lớn nhất, thằng nào nhỏ nhất? Thằng nào chứa dường triglycerides nhất? Thằng nào có hại, thằng nào có lợi? Có nhớ là
giá trị bình thường bao nhiêu không? Nhớ không chị? Có bản tham chiếu nhớ không chị? Bởi vì có bao nhiêu thứ nhớ, em có cần nhớ cái đó, em nhớ thì chứ không sẽ làm sao quen thôi. Em nhớ là nhớ như cái gì nó trở thành kiến thức của mình. Bắt buộc em nhớ. Cái gì nó thành kiến thức của mình nhớ, được chưa? Còn bây giờ tụi em thắc mắc gì không? Thắc mắc cái phần nào không?